Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sang Dâu GP Cuộc Sống Nhật. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái quán mì ở trong ga Meguro nha các bạn. Thì bây giờ là tầm trưa rồi, mình vào trong đây mình ăn trưa luôn và review cho các bạn là cái cửa hàng mì ở trong ga Meguro nha các bạn. Xem cái cửa hàng mì này ở trong ga họ bán như gì nha. Đây là menu các bạn ạ, có tiếng Anh này, tiếng Trung Quốc này, tiếng Hàn này. Thì bây giờ mình sẽ mua vé. Thì buổi trưa của mình nhá, mình chỉ ăn một món khoảng 500 yên đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn một món khoảng 500 yên trở xuống nhá. Hầu như những cái món mà dưới 500 yên thì không có thịt. Do những cái món mà dưới 500 yên thì không có thịt nên là mình sẽ chọn cái món mà 510 yên nhá các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ tiền vào nhá. Đây mình sẽ ăn số 3 udon. Đây món này vé nó rớt xuống ở dưới này các bạn. Máy bán hàng rất là tiện nhá. Đây có thể mua bằng thẻ Suica này. Suica là đập vé tàu các bạn. Chưa mình nhá. Thank you.
cửa hàng này ở trong ga các bạn, rất là bé nhưng mà người ghé vào đây ăn rất là đông. Cửa hàng này trong ga các bạn, nhỏ xíu nhưng mà khách rất là đông. Thì mình đã thưởng thức xong cái tô mì rồi.